tỏa nhiệt cho CPU các bạn. Cho CPU hoặc VGA, cái chức năng thì chúng ta đều biết rồi là làm mát CPU, làm mát VGA. Những cái chỗ mà chúng ta cần để giảm nhiệt độ trong quá trình nó hoạt động để tăng cái tuổi thọ của những cái thứ mà chúng ta mong muốn, ví dụ CPU, VGA và rất nhiều cái linh kiện khác. Thì ở rất nhiều video khác thì mình đã giới thiệu rất nhiều mã rồi, đắt có rẻ có. Hôm nay có một mã tỏa nhiệt cho CPU mới, vì vậy mình quay giới thiệu cho các bạn nhé. Đây, anh em dùng ít và những CPU rẻ tiền và dùng nhiều và những CPU rẻ tiền thì anh em có thể lấy những cái nọ này, còn cái dòng này thì dành cho những dòng đắt tiền hơn. Còn đây là cái hàng phổ cập cho anh em thợ hay dùng để tra cho laptop cũng như những anh em sửa Vega. Vega thì anh em không thể dùng hàng rẻ tiền được rồi, laptop anh em cũng không thể dùng hàng rẻ tiền được rồi. Nói chung là cái gì đắt tiền thì các bạn càng đầu tư những thứ đắt tiền thì nó càng an tâm hơn, chứ chưa nói gì vấn đề chất lượng và tuổi thọ làm gì cả. Chúng ta chỉ an tâm về mặt tâm lý đã. MX4 thì 4G và 20G thì mình đã quay video cho các bạn rồi. Đây là hai dòng phổ cập, nếu mà các bạn làm ít thì dùng 4G, còn nếu các bạn làm nhiều, các bạn thợ sửa chữa làm nhiều thì dùng 8G. Như hôm nay là cái mã mới đắt hơn các bạn nhé, là MX5 4G, giá chát hơn một chút. Đây, đây, các bạn cần mua hàng thì các bạn có thể truy cập no2.vn. Mọi thông số chi tiết liên quan đến kỹ thuật thì mình sẽ để ở cái phần mô tả và giá thành ở phần mô tả cho các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ mua theo số lượng. Khi chúng ta dùng ít thì chúng ta mua những cái hộp nhỏ như 4G, và dùng nhiều thì chúng ta mua những hộp 20G. Và chúng ta cũng tra theo cái giá thành của sản phẩm. Nếu ví dụ các bạn tra những CPU thấp hoặc những Vega thấp thì các bạn dùng những cái mã keo rẻ tiền. Còn khi giá trị của sản phẩm các bạn cao thì các bạn nên dùng những cái keo tỏa nhiệt đắt tiền. Ok, cảm ơn các bạn.